Hôm nay mình sẽ làm video hướng dẫn các bạn giải khối Rubik 2x2. Đây là khối Rubik 2x2. Để giải được cái Rubik này, đầu tiên nhất là mình phải xác định được đây trắng là mình quy ước nó là D. D là giới là mặt trắng. Ở trên mình quy ước nó là U. Ở trên mặt trước này là F. Mặt bên phải này là R, bên trái này là L. Ở trên này, mặt ở trên này gọi là U. U là up á, là từ những cái từ viết tắt của tiếng Anh thôi chứ cái gì hết. Ở dưới là D, bên phải là R, trái này là L. Ví dụ như ta kêu là U thì mình quay qua một vòng là thuận chiều kim đồng hồ. U nè, đó, U, U, U. Còn nếu mà ta kêu là U phải thì mình quay ngược chiều kim đồng hồ. Hỏi có dấu phải ở sau là quay ngược chiều kim đồng hồ. Phải nè, U phải, U phải, U phải, U phải. Còn bên này là R, R. Ở không có dấu phải là thuận chiều kim đồng hồ. R nè, R, 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 R phải, R phải, R phải, R phải. Bên này là L, L phải, L phải, L phải, L phải, R, L, 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 L. Còn này trước này là F, F, F phải, F, 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 F. Rồi còn ở dưới là D, D. Đó là mặt dưới nè, D, D phải, D phải. Đó là quy ước của quốc tế. Ở trên là U, dưới là D, phải là R, trái là L, trước là F. Để giải được Rubik 2x2, 3x3, 4x4 thì mình cũng phải dùng những cái công thức. Mà công thức thì ghi bằng những từ tắt đó. Nè, U, U phải, R, R phải, L, L phải, D, D phải. À, bây giờ mình sẽ sáo trộn con Rubik này lên. Trộn rồi để bắt đầu làm mình để làm cái mặt trắng trước, cái màu trắng trước đây, trắng, trắng cam. Bây giờ mình kiếm cái viên là có màu trắng với cam. Trắng cam đây, viên này trắng cam ra đây, có viên này trắng với cam ra. Bắt đầu mình áp dụng công thức.
gỡ cái mặt trắng này xuống ha. Áp dụng công thức R U R phải à, nào là thành hai viên đó chưa. Rồi bạn dùng xoay qua đây, đây là trắng xanh, kiếm cái viên là một có màu xanh đây, nó nằm đây là đúng luôn rồi. Mình sẽ đưa vào ngay góc này, áp dụng công thức R U R phải à, hay à. Làm xoay qua đây, mình kiếm viên là có màu trắng với đỏ, hay là nó nằm đây luôn rồi. Ví dụ nó nằm ở đây, hay ở đây, thì mình xoay nó về đây, à, xoay về đây, đưa vào cái góc trên cùng bên phải đây, áp dụng công thức R U R phải, à, hay giờ, nãy mình làm cái tầng mặt trắng này mà đồng chất hết rồi. Đó là một tầng, bắt đầu làm tầng 2. Tầng 2 đầu tiên nhất mình kiếm cái viên nào mà nó cùng màu, cái góc nào cho nó đúng, xanh đỏ à, xanh đỏ vàng đây, cái góc này đúng nè, xanh đỏ vàng rõ nè, nó không cần đúng màu nha. Nè ví dụ như vậy, nó đúng màu đúng không, nhưng mình không cần đúng màu à, nó như vậy cũng được, nó đứng ngay đúng ngay góc của nó là được rồi, đúng vị trí viên này đúng. Bắt đầu mình áp dụng công thức này, U R U phải L phải U R phải U phải L à. Khi mà áp dụng công thức này xong là mình sẽ như đây là một viên này đúng, viên này cũng đúng luôn, xanh đỏ đây, viên này sai, viên này sai, hai viên này sai. Mình sẽ loại ra có một cái trường hợp đầu tiên nhất là hai viên này nó sai, nó đứng cạnh nhau đây, hai cái góc này đúng rồi nè, hai góc này đúng, còn hai góc này sai. Bây giờ mình áp dụng công thức, mình cầm hai cái tay lên ngay đây nha, úp trắng xuống, áp dụng công thức R U R phải U phải một lần, R U R phải U phải hai lần, R U R phải U phải ba lần. Rồi mình xoay qua đây một bước, xoay qua đây một mặt à, rồi mình áp dụng công thức L phải U phải L U một lần, L phải U phải L U hai lần, L phải U phải L U ba lần. Rồi bắt đầu mình xem thử nó đúng chưa nè, xay nó qua bên này đỏ đây, đỏ đây, xay đây, xanh đỏ vàng, vàng là mặt ở trên mà cái viên này nó hội tụ đủ là xanh đỏ vàng à, đúng rồi, xanh đỏ nè, vàng nè, đó xanh đỏ vàng viên này ok luôn, nên cam vàng ok luôn. Rồi bắt đầu mình sẽ hoàn thành cái mặt trên, mặt u á, màu vàng á, mình sẽ làm hoàn thành màu vàng. Để hoàn thành màu vàng thì mình đưa lên, mình hoàn thành cái viên gốc nè, bắt đầu mình thực hiện cái viên gốc này đây, mặt trắng ốp xuống nè, ốp xuống rồi bắt đầu cái màu vàng nè, là mặt cao đúng không, mình phải xoay cái màu vàng này vô mặt đúng không, ra đây để mình làm. Lúc này màu cái bình thường màu vàng là mặt U, nhưng mà bây giờ mình xoay cái màu vàng trước mặt mình thành mặt F. Mình thực hiện mình làm cái mặt F này nè, U R phải U phải R U R phải U phải R à, nó ra màu vàng này thấy không à, xong cái viên này xong rồi mình xoay qua đây, xoay nào cũng được, nghĩ sao mà nó lòi qua cái viên mà chưa có màu vàng mình
Hay đỡ ngay góc này để mình thực hiện. Bắt đầu nè. U R phải U phải R. U R phải U phải R. À, vàng rồi, bây giờ mới xoay cái viên lên. U R phải U phải R. U R phải U phải R. Rồi xong cái màu vàng xong hết. Rồi mình xoay vào lại. À. Các màu đã về vị trí cũ. Vị trí hết. Rồi, chúc các bạn thành công.